Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Vị trí của em Ánh đang đứng sẽ giới thiệu một cái căn nhà rất là gần, chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Với cái giá chào bán thì vô cùng rẻ, 1 tỷ 380 triệu đồng, diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 3 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam. Căn nhà gồm có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách riêng biệt mọi người nhá. Từ cái vị trí của em Ánh đứng hiện tại, đây mọi người có thể nhìn thấy, đó chính là gần, rất là gần với nhà văn hóa tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Và vị trí của em Ánh đây chính là cái giếng của cái khu trung tâm nhà văn hóa đây mọi người này, trung tâm của tổ 14. Cái vị trí này thì rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa nha mọi người. Mời mọi người theo em vào vị trí của căn nhà nhá. Xin chào tất cả mọi người, đây chính là vị trí ngôi nhà mà em Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Và đây chính là cây bưởi, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Em đùa một chút thôi, đây mới chính là vị trí của ngôi nhà, mọi người có thể quan sát. Căn nhà này là của nhà dân gửi bán mọi người nhá. Anh chị ý chuyển công tác nên có nhờ em Ánh bán. Với cái thông số nhà như sau, diện tích là 30m² trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, mặt tiền của ngôi nhà là 3,6m, hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi lại 50m, cách vị trí nhà văn hóa nếu tính theo đường chim bay thì khoảng tầm 50m mọi người nha. Đó, còn nếu như mà tính theo đường vòng thì nó sẽ rơi khoảng tầm 300m. Từ vị trí của cái căn nhà này, cách chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học rất là gần. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới trường mầm non, nó chỉ rơi vào khoảng tầm, trường mầm non và trường cấp 1 là cạnh nhau ấy mọi người, cho nên là nó sẽ chỉ tầm khoảng tầm 300m thôi, rất là gần. Nếu như mà anh chị nào mà có con nhỏ đang trong độ tuổi đi học thì căn nhà này cũng rất là đáng để mình cân nhắc, vì cái giá bán rất là rẻ mọi người ạ, chỉ 1 tỷ 380 triệu thôi. Và nhà dân xây thì cực kỳ chắc chắn, rất là kiên cố và thiết kế cũng khá là hợp lý với lại những người mà anh chị mà có cái tầm tài chính thu nhập vừa phải và có khoảng tầm 500 triệu đến 600 triệu đồng thì có thể sở hữu được căn nhà này rồi nhá mọi người nhá. Phần còn lại bên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình. Hôm nay em sẽ xin giới thiệu cụ thể vị trí căn nhà, review chân thực nhất gửi tới quý khách hàng. Đây là ngõ trước nhà mọi người nha. Đó, phía trước nhà nó có một cái vườn bưởi rất là mát, và ăn bưởi ở đây thì quanh năm ngày tháng luôn mọi người ơi. Đó, đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được chủ nhà lắp đặt là cửa gỗ lim rất là chắc chắn, chỉ một lớp cửa thôi nhưng mà là cửa là chất liệu làm bằng gỗ lim. Và phía bên trong của căn nhà đây mọi người này, đây chính là phần phòng khách mà em Ánh muốn giới thiệu tới mọi người, rất là rộng. Tầng 1 thì là được lắp đặt thiết kế đầy đủ. Thực ra thì là vì là anh chị ý sinh sống ở đây và chuyển công tác nên là xây dựng cũng như là thiết kế và không quá cầu kỳ như một số căn nhà mà mọi người có thể nhìn thấy em quay từ các chủ đầu tư ấy, thì là thiết kế nó sẽ cầu kỳ hơn một chút. Căn nhà này thì đây mọi người có thể nhìn thấy trần thạch cao này, để hệ thống đèn led và màu sơn các thứ là cũng đã được khá là chi tiết. Và cái căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay được mọi người nhá, bởi vì vốn dĩ là từ trước anh chị ý vẫn đang ở và bây giờ chỉ chuyển đi thôi. Đây chính là phần phòng khách, mọi người có thể kê cho mình một bộ sofa ở đây. Gạch lát nền thì là được thiết kế là gạch 60-60 màu trắng. Mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của căn nhà này. Căn nhà này thì là đây, phòng bếp nó rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Nhưng mà anh chị ý có bảo với em là sẽ lắp tủ bếp, cho nên là em Ánh cứ quay trước để gửi tới quý khách hàng. Vì thực ra những cái căn nhà giá rẻ như này rất là muốn quay lên sớm để mọi người có thể biết sớm, có nhiều cái thông tin cho mình, cái giá hợp lý để mọi người có thể cân nhắc mua nhà trước Tết nhá. Đây, phần tủ bếp cũng được thiết kế rất là hợp lý đây. Tủ vòi rửa bát cũng như là chậu rửa bát chất liệu inox 304. Sau này tủ bếp ở đây thì là được thiết kế là gỗ lim đó mọi người nhá. Đấy, khu vực gian phòng bếp. Tầng 1 của ngôi nhà thì là được có thiết kế một phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như sen tắm, lavabo, gương. Đấy. Ở phía cầu thang này thì có máy bơm nước lên cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà đây mọi người nha. Đấy, có thể nhìn thực tế luôn này. Sau này chủ nhà mới về có thể lắp cho mình một cái tủ ở đây này, khá là hợp lý. Đấy là ý kiến của em thôi. Xin
mà mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà với cái thiết kế cầu thang bằng inox mọi người nha. Toàn bộ chất liệu inox 304, mặt bậc cổ bậc cũng đều được lát đá xanh rất hợp lý. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế theo gác lửng. Cái gác lửng này thì mọi người có thể làm phòng khách, có thể làm phòng ngủ, nói chung là cũng có thể làm cái phòng để cho các em bé chẳng hạn chơi, hoặc là nói chung là cái này tùy cái công năng sử dụng của mỗi gia đình. Trên cái phòng này thì mọi người có thể nhìn thấy này, chủ nhà đã được lát gạch đã được ốp gạch 30-60 lên tới tận đây này, rất là hợp lý. Đó. Nói chung em anh quay rất là chi tiết cho nên mọi người có thể cân nhắc nếu như mà muốn đi xem, muốn mua nhà thì có thể cân nhắc với cái vị trí này, có thể về thiết kế lại ở trong đầu như thế nào đấy. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Toàn bộ tay vịn cầu thang của cái ngôi nhà này thì là được làm bằng chất liệu inox mọi người nha. Trên tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế hai phòng ngủ cũng khá là rộng mọi người ạ. Đây chính là phòng ngủ thứ nhất. Đó. Có cửa sổ đây, cửa sổ hướng đằng sau thôi nhưng cũng rất là thoáng. Trong cái phòng ngủ này thì chủ nhà không dùng sơn mọi người ơi, mà là toàn bộ là ốp gạch 30-60 lên tới tận trần luôn. Ở phòng ngủ này cũng không thiết kế trần thạch cao, chỉ làm trần đơn giản, có hệ thống điện rồi. Cửa thông phòng thì là nhôm hệ Việt Pháp. Đó, gạch lát nền thì gạch 60-60. Cái diện tích của cái căn phòng ngủ này cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12-13 mét vuông nha. Mời mọi người theo em sang phía căn phòng ngủ thứ hai. Đây chính là căn phòng ngủ thứ hai mọi người nha. Với cái hướng nhà là hướng đông nam, cái view ở đằng trước thì là một vườn cây, một vườn bưởi rất là chịu quả, rất là mát mọi người ạ. Và từ cái vị trí này thì nhìn ra cái giếng ở đây có một cái giếng ở của mỗi tổ ấy mọi người. Cái giếng làng rất là đẹp, thì là rất là gần với cái vị trí của cái giếng làng đấy. Đây phòng ngủ này cũng được ốp gạch 30-60 lên tới trần rồi mọi người nha. Đó. Tiếp theo mời mọi người theo em lên trên phía khu vực sân phơi của ngôi nhà. Trên cái tầng này thì có thiết kế là một phòng thờ mọi người ạ. Trên trần này thì đã được lợp tôn hết rồi mọi người nha. Đó, đây chính là phần phòng thờ. Khá là rộng, cũng rất là đầy đủ công năng cho một hộ gia đình với cái 3 phòng ngủ và một phòng thờ, rồi cũng như là phòng 2 phòng vệ sinh. Và đây chính là phần khu vực sân phơi mọi người ơi. Đây chính là khu vực sân phơi. Đó. Cũng rất là đầy đủ chi tiết đúng không ạ? Bởi vì với cái căn nhà 1 tỷ 380 triệu thì rất là rẻ, rất là hợp lý rồi. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều rất đầy đủ. Đó. Vườn về thì rất là mát, mọi người có thể nhìn thấy xung quanh. Căn nhà này thì có hỗ trợ, vẫn là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mọi người nhá. Cái giá chào bán thì nó quá là rẻ rồi, cho nên em anh muốn quay thật là nhanh để gửi tới quý khách hàng. Và nếu như mà mọi người xem video này, nếu như mà thấy hay thì bấm like để ủng hộ em. Vì thực tế ra cái căn nhà này có như thế nào thì em chỉ quay như thế thôi. Cho nên là mọi người nếu như mà có muốn góp ý gì thì có thể để lại ở phía dưới phần comment nha. Và mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhá. Mọi người muốn được tư vấn thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 em Ánh. Mọi người nhớ bấm vào nút like để ủng hộ em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.